hay tướng số bí ẩn sau lưng Tưởng Giới Thạch, tiên tri nước cờ trấn thủ Đài Loan. Theo tư liệu ghi chép lại, tháng 11 năm 1942, Lâm Sâm, Chủ tịch Trung Hoa Dân Quốc tới Nam Hoa Thiền Tự, nghênh thỉnh Hư Vân Hòa Thượng đến Trùng Khánh chủ trì Pháp hội Đại Bi giải tai ương hộ quốc ngày 9 tháng 12, do Lâm Sâm, Tưởng Giới Thạch khởi xướng. Hư Vân Hòa Thượng nhận lời, sau đó đồng thời cử hành đàn tế ở hai chỗ khác nhau là Từ Vân Tự, Hoa Nham Tự, kỳ hạn 49 ngày. Lúc ấy có rất nhiều chính khách của Trung Hoa Dân Quốc cũng đều theo làm môn đồ của Hư Vân Hòa Thượng. Hơn nữa, Hư Vân cũng là thượng khách của Tưởng Giới Thạch. Trong ngày diễn ra Pháp hội, Tưởng Giới Thạch hỏi Hư Vân Hòa Thượng về chiến tranh kháng Nhật và đại chiến thế giới thứ hai sẽ kết thúc ra sao. Nhưng Hoàng thượng Hư Vân không trả lời thẳng câu đó. Ông suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra tờ giấy ghi chép câu trả lời, bảo người phục vụ mang ra một chiếc kéo, cầm kéo cắt mảnh giấy thành hình vuông, rồi gấp chéo 3 lần, sau đó cắt ngang. Giấy bị cắt xong rơi xuống, mở ra, trong tay Hư Vân Hòa Thượng là 3 chữ. Một là chữ Thập, đại biểu cho quân Ý. Một là chữ Vạn, đại biểu cho phát xít Đức. Còn một là chữ Nhật, đại biểu cho lãnh thổ Trung Hoa bị quân Nhật tùy ý xâm lấn. Hư Vân Hòa Thượng trầm tư một lát rồi nói thêm, lần này sau khi kháng chiến thắng lợi, Trung Quốc sẽ xuất hiện một diện mạo khác. Tưởng Giới Thạch nghi hoặc, hỏi diện mạo khác là gì? Lão Hòa Thượng trầm mặc không nói gì, cũng không trả lời câu hỏi đó. Ở Vũ Hán, Mao Trạch Đông từng nghe chuyện về Hư Vân Hòa Thượng. Nghe xong, Mao Trạch Đông chấn động, nghĩ ngay đến việc mời Hư Vân đến Vũ Hán, nhưng đã bị Hư Vân cự tuyệt. Hư Vân Hòa Thượng nói, xưa nay Pháp Vương đều cao hơn Nhân Vương, Mao Trạch Đông cần quy theo, ông ta cần phải đến Nam Hoa, chuyện này sau đó bị bỏ mặc. Hư Vân không chỉ cự tuyệt gặp Mao Trạch Đông, hơn nữa còn cự tuyệt đảm nhiệm chức Hội trưởng Hội Phật giáo. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc mời Hư Vân đến Bắc Kinh phụng dưỡng tuổi già, nhưng Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 114 tuổi vẫn cự tuyệt lời mời này, tiếp tục ở lại Giang Tây, Vân Cổ Tự cùng các đồ đệ tu hành. Hứng chịu sự phá hoại nghiêm trọng trong nhiều lần vận động liên miên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, núi Vân Cư, nơi Phật giáo từng rất hưng thịnh, giờ đây chỉ còn sót lại 3 gian nhà tranh. Hòa Thượng Hư Vân đã trải qua những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình tại nơi đây. Dưới thời Mao Trạch Đông cầm quyền, Hư Vân Hòa Thượng đã hơn 100 tuổi cũng không thể thoát khỏi bị vu cáo, phỉ báng và bị hãm hại. Hư Vân phải chịu cảnh giam giữ trong phòng trụ trì, không được ăn uống gì, thậm chí còn không được ra khỏi phòng để đi vệ sinh. Ông cũng bị ép phải giao nộp vàng, bạc và súng đạn. Khi trả lời rằng mình không có những thứ đó, ông đã bị đánh đập tới mức xương sọ bị rạn nứt, chảy máu và gãy xương sườn. Lúc đó ông đã 112 tuổi, quân cảnh đã đẩy ông ngã từ trên giường xuống dưới đất. Ngày hôm sau khi họ quay trở lại và vẫn thấy Hư Vân còn sống thì lại tiếp tục đánh đập ông tàn nhẫn hơn. Hòa thượng Hư Vân, vị cao tăng đắc đạo một đời, đã từng được Từ Hy Thái Hậu quỳ lạy, từng được Tưởng Giới Thạch kính trọng, xem là thượng khách. Không ngờ khi ấy lại bị đối xử tàn nhẫn, bị đánh đập và lăng nhục thậm tệ đến vậy. Nhưng Hư Vân Đại Sư là người đức cao vọng trọng. Đứng trước sự đàn áp khủng bố lớn như vậy, ông vẫn điềm tĩnh nói với các đệ tử của mình rằng chính niệm chính tâm, dưỡng xuất tinh thần không sợ sệt. Độ nhân độ thế, các người vất vả rồi, hãy nghỉ sớm đi. Câu dưỡng xuất tinh thần không sợ hãi này rõ ràng muốn nói rằng tinh thần Phật Pháp không cúi đầu trước tà ác. Người chân tu chính niệm, chính hành sẽ được các vị thần bảo hộ, nên không mảy may lo sợ. Ngày 13 tháng 10, Lão Hòa Thượng đả tọa, hai gò má ửng đỏ. Đại sư hợp trưởng dặn dò mọi người giữ gìn sức khỏe rồi tạ thế ở tuổi 120, được đồ đệ an táng tại Hải Hội Tự trên núi Vân Cư. Đúng như tiên đoán của Hư Vân Hòa Thượng, 3 năm sau, Ý đầu hàng vô điều kiện, phát xít Đức bại trận, Nhật vốn cũng không thể không ký hiệp thương đầu hàng. Ngay sau đó xảy ra cuộc nội chiến giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản. Năm 1948, Trung Quốc Sơn Hà chia đôi, trời đất đổi màu, chính phủ Quốc Dân Đảng đang lung lay, Tưởng Giới Thạch vò đầu bứt tóc giữa những khó khăn. Diện mạo khác mà Hư Vân Hòa Thượng tiên đoán chính là việc Đảng Cộng sản lên nắm quyền, Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng phải thu về cố thủ. Trần Bố Lôi, tham mưu của Tưởng Giới Thạch khuyên ông rằng, chúng ta nên bãi binh, ngừng chiến và tổ chức đàm phán với Đảng Cộng sản, sớm chấm dứt cuộc nội chiến. Như vậy, Quốc Dân Đảng có lẽ còn có thể ngồi vững trên nửa giang sơn còn lại. Tưởng Giới Thạch trả lời, hiện nay tình hình chiến sự quả thực rất bất lợi, nhưng ông không cần phải bi quan như vậy. Dẫu đàm phán cũng không thể giữ được một nửa giang sơn vàng ngọc.
chúng ta chỉ có thể bài binh bố trận, thành hay bại là bởi ý trời. Một mặt Tưởng Giới Thạch bài binh bố trận dọc theo dòng sông Trường Giang, quyết một phen sống mái với Đảng Cộng sản. Mặt khác, ông gấp rút hoạch định con đường thoái lui cho Quốc dân Đảng. Lúc này, một vị cao nhân thần bí đã xuất hiện và chỉ cho Tưởng Giới Thạch một con đường. Rút lui về phía Nam, lui binh và trấn thủ hòn đảo hoang Đài Loan. Sự xuất hiện của vị cao nhân này đã thay đổi vận mệnh của Quốc dân Đảng. Ông cũng thay đổi cả lịch sử của Trung Quốc. Vị cao nhân đó chính là Trương Kỳ Quân. Đầu năm 1949, sau 3 đại chiến dịch Lưu Thẩm, Bình Tân, Hoài Hải, quân sĩ có khả năng chiến đấu trong quân đội của Quốc dân Đảng đã bị tiêu diệt quá phân nửa. Sự thống trị của Quốc dân Đảng tại Đại Lục cũng phải đối mặt với sự việc bị lật đổ triệt để. Quốc dân Đảng sẽ đi về đâu? Điều này khiến Tưởng Giới Thạch trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt. Những nhân vật quan trọng tìm tới thuyết giảng đều bị Tưởng Giới Thạch lắc đầu từ chối. Một hôm trong phủ Tổng thống Tưởng Giới Thạch lại thức trắng đêm. Tới tận khi rạng sáng, ông cũng không nghĩ ra kế sách nào hay. Khi trời tờ mờ sáng, ông muốn ra ngoài hít thở không khí buổi sớm, thì đột nhiên phát hiện ra Trương Kỳ Quân, người được ông mời tới, vẫn đang đứng trong sân. Tưởng Giới Thạch phấp phỏng bước về phía trước và nói ra nỗi khổ trong tâm của mình. Lúc này Trương Kỳ Quân cũng đang ở trong phủ Tổng thống, đương nhiên cũng rất hiểu rõ chuyện này. Ông điềm tĩnh gật đầu sau đó nói rằng, thượng sách là rút về trấn thủ Đài Loan. Tưởng Giới Thạch nghe xong trong lòng vô cùng chấn động. Trương Kỳ Quân lập tức được Tưởng Giới Thạch mời vào mật thất nói chuyện cặn kẽ hơn. Trương Kỳ Quân cho rằng, dùng địa thế hiểm trở của Trường Giang để chia đôi thiên hạ, ấy chỉ là chủ trương theo nguyện vọng của Quốc dân Đảng. Đảng Cộng sản thế đang như trẻ tre, tuyệt đối sẽ không đồng ý với điều này. Ngài muốn lui về trấn thủ Tây Nam, Hải Nam cũng chỉ là lối nghĩ không thực tế. Duy chỉ có Đài Loan mới có thể trở thành nơi phù trợ cuối cùng cho Quốc dân Đảng. Đài Loan là mảnh đất quý có phong thủy tốt, ngăn cách với đại lục bởi một eo biển. Dựa vào địa thế hiểm trở tự nhiên của eo biển, thoái lui thì có thể trấn thủy, tiến lên thì có thể phản công. Dựa vào lực lượng hải quân và không quân của Quốc dân Đảng, hoàn toàn có thể chống lại Đảng Cộng sản lúc này đang không có hải quân và không quân. Tối thiểu thì cũng có thể tranh thủ được thời gian hòa hoãn, tích lũy lực lượng, đợi tình hình quốc tế có những biến đổi thuận lợi cho mình, rồi mới tiếp tục phản công đại lục. Trương Kỳ Quân thấy Tưởng Giới Thạch nghe rất nhập tâm, bèn tiếp tục nói kỹ hơn về phương án lui về phía Nam trong tâm mình. Quốc dân Đảng hiện nay chỉ có 3 nơi có thể rút lui và trấn thủ là Tây Nam, Hải Nam và Đài Loan. Trong 3 vùng này thì đất thuộc là phía Tây Nam của khu trung tâm, về mặt địa lý quân sự thì dễ trấn thủ mà khó tiến công. Phía Bắc có Thái Lĩnh, phía Đông có Tam Hiệp, Trường Giang, phía Nam có dãy núi Hoành Đạn, địa thế hung hiểm, chướng ngại rất nhiều. Đây lại là mảnh đất lành kháng chiến, tự bản thân nó đã là một nơi tốt để dừng chân. Ông tiếp lời, sau khi Quảng Châu thất thủ, chính quyền đương thời sẽ di rời toàn bộ cơ cấu Trung Khu tới Trùng Khánh và Thành Đô. Nhưng điểm thiếu sót lớn nhất của mảnh đất này là có liên hệ mật thiết với nội địa. Nó không có địa thế nguy hiểm và chướng ngại tự nhiên không thể vượt qua, nên khó có thể khiến lòng người yên tâm. Ngoài ra, sự không quyết đoán trong vũ trang của vùng đất này cũng không thể khiến lòng người an định. Đảo Hải Nam cũng tồn tại tình huống tương tự như vậy. Mặc dù có eo biển Quỳnh Châu, nhưng so với eo biển Đài Loan thì eo biển Quỳnh Châu khó có thể tiến hành vũ trang gây trở ngại với Đảng Cộng sản đang ngày càng hùng hậu. Sau một hồi so sánh, Trương Kỳ Quân cho rằng Đài Loan là nơi bảo vệ cuối cùng cho Quốc dân Đảng. Trước đó, Tưởng Giới Thạch vẫn lúng túng không biết nên làm thế nào. Trong thâm tâm, ông vẫn luôn không cam tâm rời khỏi Đại Lục. Bởi vì rời xa Đại Lục cũng đồng nghĩa với ông đã thất bại triệt để trước Đảng Cộng sản. Ông sẽ phải dâng giang sơn tươi đẹp này cho đối phương, nên dẫu thế nào ông cũng không đành lòng. Đa số các tướng tham mưu dưới trướng của ông cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm theo thói quen mà chủ trương thoái lui về phía Đại Tây Bắc gồm 5 tỉnh thành, hoặc Đại Tây Nam gồm 6 đại khu hành chính. Điều này căn cứ theo kinh nghiệm trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. Khi thủ đô Nam Kinh bị quân Nhật tấn công, Quốc dân Đảng đã tới Trùng Khánh, khu Tây Nam làm căn cứ địa kháng chiến chống Nhật. Cuối cùng Quốc dân Đảng đã đánh đuổi được quân Nhật và giành thắng lợi. Ngày nay họ cũng muốn tận dụng ưu thế địa lý hiểm trở phía Tây cao, phía Đông thấp làm như ưu thế cố thủ. Từ đây họ cũng có thể đột kích ngầm Trung Nguyên. Điểm này cũng được Tưởng Giới Thạch rất mực tán đồng, cho nên ông vẫn luôn là người ủng hộ cho việc rút về Xuyên Khương ở phía Tây, tức thuyết lui về phía Tây. Nhưng thuyết lui về phía Đông khác biệt của Trương Kỳ Quân đã khiến Tưởng Giới Thạch xúc động sâu sắc. Trương Kỳ Quân kiên quyết cho rằng rút quân về Xuyên Khương ở phía Tây không thỏa đáng.
Ông tiếp tục giải thích cặn kẽ để thuyết phục Tưởng Giới Thạch rút quân về phía đông Đài Loan. Eo biển Đài Loan, biển rộng sóng cao. Nó có thể tạm thời ngăn trở quân của Đảng Cộng sản thừa thắng xông lên. Tiếp đó, Đài Loan là căn cứ địa phục hưng, phản công cứu quốc, có ưu thế mà những khu vực khác không thể sánh được. Đài Loan nằm ở khu vực đông nam của Trung Quốc, tại đường hồi quy phía bắc xuyên qua đảo Đài Loan. Khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới nơi đây thích hợp với sự sinh trưởng của động thực vật. Nơi đây lại có sản vật phong phú, khả năng tận dụng đất đai trên toàn bộ hòn đảo khá cao. Thực vật rậm rạp, nông sản, lương thực về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu của quân và dân. Giao thông Đài Loan khá thuận tiện nên công nghiệp lại có cơ sở được lưu lại từ thời quân Nhật chiếm cứ. Nếu giỏi kinh doanh thì kinh tế sẽ phát triển mạnh như vũ bão. Về mặt quân sự, đảo Đài Loan ngăn cách với đại lục bởi eo biển, rất dễ phòng thủ. Hơn nữa, Đài Loan nằm cạnh Thái Bình Dương, có thể khống chế đường biển ở Thái Bình Dương. Hòn đảo này còn có thể liên kết với đường phòng thủ viễn đông của Mỹ. Đây là một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Mỹ ắt hẳn sẽ không thể nào không để mắt, bận tâm. Nếu được Mỹ viện trợ, thì phòng thủ của Đài Loan sẽ không thể nào bị thất thủ. Cư dân Đài Loan đã sống cả nửa thế kỷ dưới sự thống trị xâm lược của quân Nhật. Nếu quốc dân đảng rút quân về đây, thì người dân sẽ có cảm giác như được xa vào lòng tổ quốc, có cảm giác như trở về nhà. Tưởng Giới Thạch có thể tận dụng tâm lý này để ổn định lại trật tự xã hội. Đảo Đài Loan trường kỳ ngăn cách với đại lục, tổ chức và người của Đảng Cộng sản hoạt động khá ít, không thể trà trộn vào được, lại trải qua cuộc chỉnh đốn trong sự kiện 28 tháng 2 năm 1947, nên can nhiễu lại càng ít hơn. Tương lai sau này, dù cho xã hội có chút biến động thì chính phủ cũng dễ dàng đàn áp những nhân tố bất ổn nhằm ổn định xã hội. Bởi lẽ đảo Đài Loan có trạng thái phong bế tứ phía đều trông ra biển. Hệ thống đường sắt, đường bộ vô cùng thuận tiện, khu vực nông thôn cũng đã phát triển. Trương Kỳ Quân phân tích theo tình hình thực tế, hợp đạo lý, có căn cứ và tính logic chặt chẽ, khiến Tưởng Giới Thạch đành phải bái phục. Sau này ông lại nói chuyện sâu hơn với Trương Kỳ Quân vài lần. Cuối cùng Tưởng Giới Thạch cũng đã quyết định buông bỏ đại lục tiến về Đài Loan. Tưởng Giới Thạch từng nói, Trương Kỳ Quân là một nhân tài hiếm có, tôi đã không nhìn lầm ông ấy, chỉ cần ông ấy đề xuất thì tôi sẽ không phản đối. Sau này Đảng Cộng sản công kích ngày càng mạnh mẽ, Tưởng Giới Thạch và chính quyền quốc dân đảng đã áp dụng đề xuất của Trương Kỳ Quân vượt biển chuyển về Đài Loan. Đồng thời Tưởng Giới Thạch ra lệnh di chuyển 774 thùng vàng tồn kho trong quốc khố ngầm của Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Trung Quốc. Số vàng này được đưa tới hải quan tại cửa khẩu sông Hoành Phố, tại thị trấn Bạc Vu và vận chuyển lén qua tàu tuần tra mang số hiệu Hải Tinh. Ngay trong tháng đó, từ tàu Hải Tinh và tàu Mỹ Thịnh, Mỹ Bằng của Hải quân lại vận chuyển gần 600.000 lạng vàng và 1.000 thùng đồng tiền bằng bạc, mỗi thùng khoảng 400 đồng, đã cập cảng Đài Loan trước. Điều này đã gây dựng nền tảng kinh tế vững mạnh cho quốc dân đảng tại Đài Loan. Ngoài ra, vì không muốn lưu lại cái nôi văn hóa truyền thống giúp nhân tông hướng thiện, biết kính sợ thần linh, Tưởng Giới Thạch còn âm thầm vận chuyển rất nhiều cổ vật và những bức tranh quý lưu truyền trong các thời đại qua Đài Loan. Ngày nay chúng ta có thể thưởng lãm những bảo vật đó trong viện bảo tàng cố cung lộng lẫy. Ông cũng gìn giữ chữ Hán chính thể, cội nguồn văn hóa lâu đời của dân tộc Trung Hoa trên mảnh đất này.